Bước sang năm mới Giáp Thìn 2024, tuổi Ất Mão sinh năm 1975 nữ mạng, liệu có may mắn đổi đời giàu có hay vận hạn biến đổi như thế nào? Cách thức hóa hung thành cát, đổi đời chuyển vận. Kính thưa quý vị, mỗi người sinh ra đều có những cung mệnh tương ứng với vận hạn và tính cách khác nhau. Từ đó, số mệnh con người cũng khác nhau. Có người trong cuộc sống lúc nào cũng gặp được nhiều may mắn, cuộc sống sung sướng, tiền bạc tiêu xài không cần lo nghĩ. Bên cạnh đó là những người ngày ngày vất vả, lo toan từng bữa cơm manh áo, bươn chải làm lụng mà vẫn chẳng đủ ăn, lại mang bệnh tật khốn khổ vô cùng. Dựa vào những nghiên cứu, phân tích của bậc thầy về tử vi phong thủy thuần phong, Vượng Tài Lộc xin chia sẻ với quý cô bác và anh chị về tuổi Ất Mão sinh năm 1975 nữ mạng trong năm Giáp Thìn 2024. Vậy trong năm Giáp Thìn 2024, quý mệnh chủ tuổi Ất Mão giàu có hay nghèo khổ, sự nghiệp sẽ ra sao? Tài lộc sẽ như thế nào? Tình duyên, sức khỏe liệu có hoàn mỹ hay không? Ngay bây giờ, Vượng Tài Lộc xin mời quý vị đi vào nội dung chi tiết. Trong năm Giáp Thìn 2024, quý bạn tuổi Ất Mão 1975 nữ mạng đã bước sang tuổi 50 theo tuổi âm lịch, cầm tinh đắc đạo chi thố, tức thỏ đắc đạo, gặp sao hạn thổ tú chiếu mệnh, niên hạn huỳnh tuyền. Xét theo góc độ tử vi chọn đời, cuộc đời của nữ mạng tuổi Ất Mão có nhiều trầm bổng. Vận mệnh thời trẻ không có duyên phú quý, song ăn ở hiền lành nên phúc đức gia tăng. Bước vào thời trung vận, công danh sự nghiệp ổn định hơn, bắt đầu có hướng khởi sắc. Sang hậu vận, cuộc sống ấm no đủ đầy nhờ phúc lộc con cháu. Nữ mệnh tuổi Ất Mão là người có năng lực, khả năng quản lý tốt, luôn hoàn thành tốt trách nhiệm được giao. Bản mệnh lại là người hiền hòa, không thích tranh đấu và luôn muốn mọi thứ trở nên tốt đẹp. Vì vậy, những người tuổi này thường có nhiều bạn bè và các mối quan hệ tốt lành. Xem tử vi năm 2024 tuổi Ất Mão nữ mạng theo ngũ hành bản mệnh. Những người sinh năm Ất Mão ngũ hành bản mệnh thuộc hành thủy, gặp ngũ hành hỏa của năm Giáp Thìn 2024 là khắc xuất, xấu. Xem tử vi năm 2024 Ất Mão nữ mạng cho hay, người mệnh thủy chủ về mọi việc có những hao tổn, bản thân chú ý nhiều đến sức khỏe, bởi đây là năm sức khỏe của người tuổi này không tốt. Công việc tiến hành nảy sinh trở ngại, tuy nhiên lại được giúp đỡ và có một số thành công nhất định. Trong năm, chú ý nhất vào tháng 5 âm lịch. Đây là tháng hỏa vượng khiến cho người hành thủy phải đối mặt với không ít khó khăn. Xem tử vi năm 2024 tuổi Ất Mão nữ mạng theo thiên can. Thiên can của tuổi là Ất thuộc hành mộc. Gặp hành mộc của thiên can Giáp năm 2024 có quan hệ bình hòa. Trong năm Giáp Thìn, người tuổi này công việc có sự ổn định, không nhiều chuyển biến mới. Theo chuyên gia xem tử vi năm 2024, tuổi Ất Mão nữ mạng thấy phương diện tiền bạc cũng kiếm ra được, nhưng cũng cần chi tiêu nhiều cho cuộc sống. Ngoài ra, ngũ hành thiên can năm là mộc dương, ngũ hành thiên can của tuổi là mộc âm, nên mang ý nghĩa về tính toán và nhận được trợ giúp của những người xung quanh. Việc xuất hành trong năm cũng thuận lợi. Xem tử vi năm 2024, tuổi Ất Mão nữ mạng theo địa chi. Tử vi tuổi Ất Mão nữ mạng năm 2024 cho biết, người tuổi này chi Mão, ngũ hành thuộc Mộc, gặp năm 2024 Giáp Thìn, chi Thìn, ngũ hành thuộc Thổ, là quan hệ lục phá. Trong năm Giáp Thìn, người tuổi Mão chú ý về những biến động trong công việc, nhiều khả năng không được như mong muốn. Xét về ngũ hành của địa chi là tương khắc, vì hành Mộc khắc với hành Thổ. Theo đó, sức khỏe trong năm sẽ dễ hao tổn, dễ ốm đau hoặc bị bệnh tật. Trong nhà cẩn thận, có thể dễ đưa tới chuyện buồn phiền. Xem tử vi năm 2024 tuổi Ất Mão nữ mạng theo cung phi. Cung phi người tuổi này là Cấn, ngũ hành thuộc Thổ. Gặp năm cung phi Trấn, ngũ hành thuộc Mộc, là chủ về lục sát. Cho thấy đây là một năm không được thuận lợi trong nhiều phương diện đối với người cung Cấn. Xét tử vi 2024 tuổi Ất Mão nữ mạng thấy rằng, chủ mệnh có thể vướng vào chuyện kiện tụng thị phi, công việc dễ không thuận ý muốn và gia đạo tình cảm không tốt. Xét quan hệ về ngũ hành của cung phi giữa năm và tuổi là tương khắc. Vì thế bản thân công việc trong năm phải suy nghĩ nhiều, vận trình tài chính cũng không được thuận. Trong năm nay, quý mệnh chủ sẽ cần phải sử dụng vòng cổ Nhật Quang Pháp Bảo để bổ trợ thân mệnh cho mình. Nhật Quang Pháp Bảo là vật phẩm hoàn hảo chứa đựng linh khí của trời đất, được hội tụ bởi những tinh hoa Phật Pháp cùng sự chất lọc những tinh túy linh thiêng của đất trời, chứa nguồn năng lượng xua tan được tà ma. Đây là vật phẩm trang sức hộ thân có tác dụng kích hoạt tài lộc,
chiêu phúc nạp tài, tịnh hóa nghiệp lực, giúp gia chủ nhận được nhiều may mắn cả trên con đường tình duyên và sự nghiệp. Bên trong quả cầu pha lê sẽ được chạm khắc toàn bộ chú Bát Nhã Tâm Kinh. Bộ kinh có ý nghĩa lớn, nói về trí tuệ và sự thông tuệ. Khi sử dụng ánh sáng chiếu vào trong quả cầu pha lê, sẽ hiện lên hình ảnh bộ Bát Nhã Tâm Kinh và hình tượng của Đức Phật. Nhật quang pháp bảo giống như một tấm phù cầu bình an may mắn của Đức Phật, luôn luôn bảo vệ cho gia chủ sử dụng. Vật phẩm phong thủy Nhật quang pháp bảo được thầy Thuần Phong trực tiếp khai quang, trì chú và xem ngày sử dụng để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất cho gia chủ. Trong năm 2024, quý bạn nữ mạng tuổi Ất Mão gặp sao nào chiếu mệnh? Sao chiếu mệnh nữ mạng tuổi Ất Mão sinh năm 1975 trong năm Giáp Thìn 2024 là sao Thổ Tú. Thổ Tú tháng 8 tháng 4, gia đình tan tác, hao hư bạc tiền. Lệ chào tơi tả triền miên, biệt ly nội ngoại, muộn phiền tiễn đưa. Bước sang năm 2024, vận trình cuộc sống của người nữ tuổi Ất Mão chịu tác động của sao Thổ Tú. Theo hệ thống cửu diệu niên hạn, đây là sao trung tinh, có cát, có hung. Nếu biết cách chủ động đề phòng thì mọi vận khí xấu đều có thể dễ dàng hóa giải. Trong năm, mệnh chủ làm gì cũng nên cân đo đong đếm, kỹ lưỡng, tránh đưa ra các quyết định đầu tư trong thời gian ngắn. Đối đầu với những thử thách cần giữ thái độ điềm tĩnh, lạc quan. Nếu có quyết tâm cao và làm việc một cách chu toàn thì năm này rất có thể sẽ đạt được một vài thành tựu lớn. 6 tháng cuối năm sẽ là thời điểm thích hợp để cân nhắc triển khai các kế hoạch quan trọng. Cách tăng cường may mắn và cúng sao Thổ Tú chiếu mệnh trong năm 2024. Mỗi tháng vào ngày 19 âm lịch, đóng kín các cửa sổ trong nhà, dùng 5 cây đèn cầy cùng hoa quả, trà nước, bánh trái và đốt 3 cây nhang, quay mặt về hướng chính Tây khấn vái. Trung ương Mậu Kỷ Thổ Đức Tinh Quân thì sẽ được nhẹ bớt phần nào. Trên bàn đặt một tờ giấy màu vàng, ghi tên tinh tú tọa bản mệnh, Trung ương Mậu Kỷ Thổ Tú Tinh Quân. Dùng một cây rìu đặt phía trên, lấy vải đỏ che kín bùa và rìu, rồi đặt đằng sau 3 nén hương đã dâng. Sau đó, mặt hướng về phía chính nam, tĩnh tọa trong khoảng thời gian từ 15 đến 16 giờ. Qua 16 giờ, đem bùa vào nhà bếp đốt là được. Nếu muốn hóa giải sát khí do sao Thổ Tú thuộc hành thổ gây ra, thì nên dùng hành kim để tiết khí, như đeo trang sức đá quý màu trắng, như thạch anh trắng, vòng bạc và một số loại trang sức khác. Để thêm phần vượng vận quý nhân, thì quý mệnh chủ tuổi Ất Mão nên sử dụng màu sắc phong thủy nào trong năm 2024? Màu sắc phong thủy may mắn theo phong thủy ngũ hành, người tuổi Ất Mão sinh năm 1975 mệnh thủy, đại khe thủy, hợp với các màu xám trắng, ghi thuộc hành kim, màu đen, xanh nước biển, xanh dương thuộc hành thủy. Trong năm 2024, nữ mạng tuổi Ất Mão 1975 gặp niên hạn nào? Trong năm Giáp Thìn, mệnh chủ tuổi Ất Mão nữ mạng gặp hạn huỳnh tiền. Huỳnh tuyền hạn ấy nặng thay, dẫu khỏi tai nạn khiến dày ốm đau. Khuyên ai khấn nguyện hết lòng, cúng sao giải hạn thoát vòng tai ương. Tử vi Ất Mão năm 2024 nữ mệnh gặp hạn huỳnh tuyền, chủ về trong năm sức khỏe không được tốt. Bản mệnh cần tránh để chìm sâu vào những suy nghĩ tiêu cực. Khi trong lòng mang nặng tâm tư thì không nên ở một mình. Hãy chủ động mở lòng và sẻ chia những áp lực của bản thân với những người xung quanh. Ngoài ra, quý bạn cũng nên chú ý ăn uống, ngủ nghỉ điều độ, thường xuyên thăm khám định kỳ. Chỉ cần quý bạn thực hiện tốt những điều trên thì hạn tuổi năm này không gây ảnh hưởng quá nặng nề. Cách hóa giải hạn huỳnh tuyền năm 2024. Thứ nhất, chủ mệnh gặp hạn huỳnh tuyền thì trong năm không nên đầu tư nhiều vào các hoạt động kinh doanh thương mại, không vay mượn tiền hay đứng ra bảo lãnh cho bất kỳ ai, bởi dễ gặp phải chuyện tai bay vạ gió, tiền mất tật mang. Bên cạnh đó, tuyệt đối không nên chọn đường thủy để đi lại trong làm ăn kinh doanh. Thứ hai, cần giữ gìn sức khỏe, tốt nhất nên cân bằng nghỉ ngơi với làm việc, đồng thời luyện tập thể thao nâng cao sức đề kháng. Với những người có tiền sử huyết áp cao, thì cần có chế độ dinh dưỡng riêng biệt, giảm muối, mỡ động vật và các chất kích thích. Thứ ba, tu nhân tích đức, thường xuyên làm việc thiện để bồi đắp nền tảng cho phúc đức, vận may. Trong năm 2024, nữ mạng tuổi Ất Mão có gặp hạn tam tai không? Mệnh chủ nữ mạng không gặp hạn tam tai trong năm 2024. Nữ mạng tuổi Ất Mão có phạm kim lâu 2024 không? Quý mệnh chủ không phạm kim lâu trong năm 2024.
nữ mạng tuổi Ất Mão có phạm Thái Tuế 2024 không? Mệnh chủ tuổi Ất Mão gặp năm Thìn bị hạn Thái Tuế, có phần ảnh hưởng đến tài vận và sự nghiệp, nên chú tâm rèn luyện bản thân và cẩn trọng trong đầu tư làm ăn. Trong năm 2024, nữ mạng tuổi Ất Mão có phạm Hoàng Ốc không? Năm nay quý mệnh chủ 50 tuổi, phạm Hoàng Ốc ở ngũ thọ tử, ly thân phòng tử biệt. Tuổi này làm nhà là phạm, trong nhà chia rẽ, lâm vào cảnh tử biệt sinh ly. Sau đây, mời quý vị cùng Vượng Tài Lộc luận giải chi tiết về tử vi tuổi Ất Mão nữ mạng trong năm 2024 trên những phương diện nổi bật như công việc, tài vận, gia đạo và sức khỏe. Về phương diện công việc sự nghiệp, trong năm 2024, phương diện công việc sự nghiệp của nữ mạng tuổi Ất Mão 1975 sẽ có nhiều biến động. Dù công việc có tín hiệu tích cực, có quý nhân tương trợ, nhưng năm nay gặp sao Thổ Tú chiếu mệnh, bản mệnh sẽ có những khó khăn nhất định để thử thách bản lĩnh. Tuy không tạo được thành công đột phá, nhưng bù lại mệnh chủ vẫn sẽ hài lòng với thành quả hiện tại. Không nên đưa ra quyết định vội vàng, dù làm việc gì cũng đều phải lên kế hoạch cẩn thận. Về phương diện tài lộc, quý bạn nữ mạng tuổi Ất Mão 1975 không phải lo lắng quá nhiều về tình hình tài chính trong năm này. Với mức thu nhập ổn định, mệnh chủ vẫn có cuộc sống đầy đủ, không lo thiếu ăn thiếu mặc nếu biết cách chi tiêu hợp lý. Tuy nhiên, trong năm này không nên đầu tư làm ăn tùy tiện, nên suy xét kỹ lưỡng để tránh những hậu quả mất mát, thất thoát tiền tài không ngờ. Thêm vào đó, để tránh bị kẻ gian lợi dụng, mệnh chủ phải đề cao tinh thần cảnh giác trước những lời dụ dỗ. Về phương diện tình duyên gia đạo, vận trình tình cảm trong năm Giáp Thìn của nữ mệnh tuổi Ất Mão tương đối hài hòa đầm ấm. Vì có sao Thổ Tú chiếu mệnh và hạn Huỳnh Tuyền nên đôi khi khó tránh khỏi cãi vã hiểu lầm. Tuy nhiên, nếu bình tâm soi xét, nhận thấy sự quan trọng của người thương thì đôi bên sẽ nhanh chóng hòa giải. Về gần cuối năm, gia đình sẽ lại đầm ấm sum vầy. Về phương diện sức khỏe, trong năm 2024, sức khỏe gia chủ tuổi Mão cần nhiều lưu tâm, đặc biệt là những người đang có sẵn bệnh nền. Bản mệnh nên suy nghĩ tích cực, ăn uống điều độ. Năm nay nên biết cân bằng giữa làm việc và nghỉ ngơi, chút bỏ bớt vài phần công việc để có thời gian thảnh thơi chăm sóc sức khỏe. Từ đó mới có thể tiếp tục gặt hái nhiều thành công ở phía trước. Nếu có thể thì quý bạn nên làm việc thiện, cho đi yêu thương để nhận về phúc trạch. Làm điều tốt ắt sẽ hóa giải điều xấu, gặp được điều... Luận giải là số tử vi Ất Mão 1975 nữ mạng theo 12 tháng. Tháng 1, mọi thứ sẽ tương đối tốt trong năm nay và may mắn cũng sẽ đến với công việc kinh doanh và những dự án tài chính đơn giản. Đánh giá, bình thường. Tháng 2, cần quan tâm đến sức khỏe của cha mẹ quanh năm. Có những dự định, kế hoạch mới bắt đầu thực hiện. Bản thân nên cẩn thận trong việc đi lại, tránh những vận động mạnh ảnh hưởng đến xương khớp. Đánh giá, xấu. Tháng 3, công việc khó khăn, kiếm tiền không thuận lợi. Sức khỏe tốt, bệnh có thể khỏi trong thời gian dài. Đánh giá, xấu. Tháng 4, đây là một tháng có nhiều thay đổi trong công việc và những tính toán mới đối với các công ty, có quý nhân phù trợ. Đánh giá, bình thường. Tháng 5, sức khỏe không được tốt lắm, dễ ốm đau và lâu hồi phục, tiền mất đi vì sức khỏe. Đánh giá, bình thường. Tháng 6, gặp khó khăn về tài chính và phải lãng phí tiền bạc vào công việc. Đánh giá, xấu. Tháng 7, thực hiện mọi công việc bình thường. Trong năm, việc mở công ty, thực hiện dự án mới đều không được như mong muốn. Gặp vấn đề về sức khỏe, nhất là bệnh xương khớp. Đánh giá, bình thường. Tháng 8, gia đạo có tin vui, có thêm thành viên mới. Chú ý sức khỏe, hạn chế di chuyển. Đánh giá, tốt. Tháng 9, may mắn về việc thay đổi về nhà ở, chỗ ở hoặc công việc. Gia đình nên lưu ý những xung đột có thể ảnh hưởng đến cảm xúc của các thành viên. Đánh giá, tốt. Tháng 10, công việc không phát triển nhưng tiền chi tiêu cho gia đình vẫn được đảm bảo. Bằng lớn hơn đánh giá, bình thường. Tháng 11, gia đình quan tâm đến sức khỏe của người thân và cẩn thận bệnh tật, lãng phí tiền bạc. Đánh giá, xấu. Tháng 12, những nỗ lực không mang lại kết quả như mong muốn. Hãy chú ý giữ gìn sức khỏe khi di chuyển bằng ô tô. Đánh giá, xấu. Phong thủy tuổi Ất Mão 1975 năm 2024. Năm Giáp Thìn 2024, nữ mạng Ất Mão 1975 có thể gia tăng thêm được nhiều điều may mắn nếu biết tận dụng những yếu tố phong thủy. 1. Màu hợp tuổi. Màu sắc phù hợp, người tuổi này nên sử dụng màu sắc phong thủy, đặc biệt là màu xanh lam để tăng thêm hạnh phúc, mãn nguyện trong năm 2024. 2. Hướng xuất hành. Ngày mùng 1 Tết nên khởi hành vào thời điểm hợp lý trong khoảng từ 3 giờ đến 7 giờ tối. Hướng di chuyển tốt nhất là hướng Đông Bắc, nơi đón thần niềm vui.
Gia chủ tuổi Ất Mão 1975 làm nhà năm 2024 có tốt không? Luận giải xung khắc xem tuổi làm nhà năm Giáp Thìn tuổi Ất Mão. Khi thực hiện một công việc lớn như làm nhà, xây nhà, bên cạnh xem ngày giờ tốt hợp tuổi. Cần tránh năm đó tuổi của gia chủ Ất Mão không phạm vào ba yếu tố kim lâu, hoàng ốc và tam tai. Vì nếu phạm vào cả ba yếu tố đó sẽ ảnh hưởng lớn đến sức khỏe, gia đình, công việc và các vấn đề về lâu về dài sau này, vì nhà cửa là một vấn đề lớn. Dưới đây sẽ luận giải sự xung khắc của ba yếu tố quan trọng khi làm nhà của tuổi Ất Mão dự định làm nhà năm 2024. Dưới đây là đánh giá chi tiết tuổi bạn có phạm vào kim lâu, hoang ốc, tam tai năm 2024 không. Phạm tam tai, bạn tuổi Ất Mão nên tránh các năm tam tai Tị, Ngọ, Mùi để xây nhà. Năm bạn xem là năm Giáp Thìn, như vậy năm 2024 không phạm vào tam tai. Phạm kim lâu, gia chủ sinh năm 1975 Ất Mão, năm 2024 gia chủ 50 tuổi, tuổi âm lịch. Dựa vào cách tính tuổi kim lâu thì năm 2024 gia chủ không phạm vào kim lâu. Phạm hoang ốc, năm 2024, Giáp Thìn, gia chủ 50 tuổi, theo tuổi âm lịch. Theo cách tính hoang ốc, nếu tiến hành sẽ phạm vào hoang ốc. Kết luận xem tuổi làm nhà năm 2024 cho tuổi Ất Mão. Theo như phần luận giải xung khắc gia chủ tuổi Ất Mão và năm làm nhà 2024 thì năm làm nhà cần phải không phạm vào tam tai, hoàng ốc, kim lâu. Gia chủ tuổi Ất Mão phạm vào các yếu tố trên nên năm 2024 không nên xây nhà mới. Ngoài ra gia chủ có thể lựa chọn các năm gần nhất, tốt nhất đối với tuổi Ất Mão để tiến hành làm nhà. Năm Nhâm Tý 2032, năm Quý Sửu 2033. Mượn tuổi làm nhà năm 2024 tuổi Ất Mão 1975. Khi năm của bạn năm 2024 không được tuổi làm nhà hoặc bạn đi xa không làm được nhà thì có thể mượn tuổi làm nhà. Dưới đây là các tuổi gia chủ nên mượn tuổi làm nhà năm 2024 tuổi Ất Mão. Tuổi Ất Mùi sinh năm 1955. Tuổi Đinh Dậu sinh năm 1957. Tuổi Mậu Tuất sinh năm 1958. Tuổi Bính Ngọ sinh năm 1966. Tuổi Đinh Mùi sinh năm 1967. Tuổi Quý Sửu sinh năm 1973. Tuổi Nhâm Tuất sinh năm 1982. Tuổi Ất Sửu sinh năm 1985. Tuổi Tân Mùi sinh năm 1991. Tuổi Giáp Tuất sinh năm 1994. Tuổi Quý Mùi sinh năm 2003. Tuổi Ất Dậu sinh năm 2005. Tuổi Kỷ Sửu sinh năm 2009. Dựa vào xem tuổi làm nhà trong năm 2024 cho gia chủ tuổi Ất Mão sinh 1975 sẽ biết được thông tin của gia chủ có phạm vào các yếu tố tam tai, kim lâu và hoàng ốc hay không. Từ đó có thể biết được các tuổi đẹp nhất để có thể chọn ngày làm nhà trong năm 2024. Nếu không thể rời sang năm khác thì tốt nhất gia chủ nên mượn tuổi để tiến hành làm nhà trong năm 2024. Kết luận tử vi tuổi Ất Mão nữ mạng năm 2024, tổng kết lại, với những dự báo từ chuyên gia xem tử vi và các yếu tố vận hạn trong năm 2024, cho thấy năm này sẽ đầy biến động đối với phụ nữ tuổi Ất Mão 1975. Mặc dù gặp một số khó khăn trong cuộc sống, nhưng cũng có những cơ hội và may mắn đến với họ, nhất là trong công việc và tài chính. Gia đình và sức khỏe có thể gặp một số khó khăn. Tuy nhiên, điều quan trọng là duy trì tinh thần lạc quan, chấp nhận thử thách và cơ hội để phát triển bản thân và đạt được thành công mới. Chúc cho phụ nữ tuổi Ất Mão 1975 một năm mới thành công và hạnh phúc.